Rồi, chào anh em. Mình tiếp tục là khi mà xong những cái kích thước cắt nè, cung nè, những cái vật tư để mình lắp, bắt đầu mình vào mình sẽ hàng theo từng cái cung, đúng không? Từng cái cung chân cố định hoặc là cái cung nào đó mình làm theo từng bộ. Đấy. Như hai cái chân á, cắt đều nhau á, là bạn đi theo một bộ, đừng có để chân dài chân ngắn á, thì khi mà mình ráp á là nó sẽ không có chuẩn đâu nha. Đó, mình đi theo bộ, hai cái chân đều nhau thì vào một bộ, rồi mình đính vào, mình đính cho nó dính vào nha, đính nó dính vào nhau thành một vòng tròn á, rồi bắt đầu á là mình hàng mài đánh bóng, thấy chưa, thì nó sẽ không có bị gọi là biến dạng cái cung này. Khi mà để không một nửa cái đường tròn á thì nó sẽ giãn nở ra, đúng không? Khi mà hàng nóng rồi đó, nó giãn ra, nó không còn là kích thước 330 nữa đâu ha. Tổng của nó là 660, nhưng mà khi mà để một nửa cái cung mà hàng á là nó sẽ giãn ra, nó lớn hơn 660 và nó sẽ không có đều nhau. Thì khi đó mình sẽ đính vào, mình đính hai cái nửa đường tròn vào nhau thành một cái đường tròn đó. Rồi á là mình phải chuẩn bị phôi, đúng không? Chuẩn bị là cái mặt ghế đó. Mặt ghế thì các bạn có máy cắt gốc á, máy cắt cua chậm á, thì cắt nó nhanh và nó ghép nó chính xác. Còn như mình thì cái đợt vừa rồi mình chưa có sắm máy cua chậm á, thì cắt máy cầm tay luôn đó. Đó, rồi mình hàng đính là nó mặt ghế đó. Thì cái thời điểm này á là mình sẽ hàng mài cái tay cong. Đó, như cái lúc mà mình nói là khoét lỗ xong là hàng cái khớp vào á, thì mình sẽ hàng mài đó, rồi mình đánh bóng lên, nó sẽ ra cái tay vịn của ghế nha. Cái cung này á là đang R675 đó, thì mình đã đính cái bạc lót vào rồi, rồi mình hàng mình mài đó. Thì cái này là mài thô thôi, rồi mình đánh bóng sau. Ok, đó là hai cái tay cong của một bộ rồi đó. Những cái này á là mình đấy, hàng cái khớp đó, hàng xong rồi mình mài lại thì nó sẽ bóng như cái mẫu này rồi. Đấy, thì cái mặt ghế cũng vậy, mình thanh đan rồi theo kích thước chiều dài của ghế đó. Như ghế mét 2 thì mình trừ đi 50, rồi mình trừ đi 3 ly, mỗi bên 3 ly nữa, để cho mình lúc mình bật lên bật xuống nó sẽ không có cạ vào cái thành bên hông của ghế. Và trước đó thì mình phải chuẩn bị thêm là cái đánh bóng cái hoa văn nha. Đó, thì hoàn thiện á thì nó sẽ ra cái bộ chân giống như vậy. Đó, anh em thấy không? Thì nó đủ một cái bộ chân, nó gồm hai cái tay cong. Đó, rồi hai cái chân trái phải và hai cái tay đỡ. À, ok không? Đó, nó sẽ thành một bộ ghế nó gồm những cái tay chân như vậy đó. Rồi. Tiếp theo á là mình sẽ phải làm cái mặt bàn, đúng không? Thì tùy các bạn á, muốn mặt bàn có cái tấm hoa văn á thì mình đi cắt cái tấm hoa văn, đúng không? Cắt CNC hoa văn gì đó, rồi mình về mình ốp vào cái khung theo cái kích thước mặt bàn mình mong muốn, từ 0,5m hoặc là 0,6m. Rồi hàng mài hoặc là các bạn hàng đẹp thì để luôn, hoặc là tùy thôi. Còn như mình mài phẳng rồi mình đánh bóng lên cái mặt bàn thôi. Đó, thì ở cái mặt bàn này thì mình dùng 1,5 ly, cho nên là hàng mài thoải mái. Đó, thì nó cũng hơi nặng. Nhờ cái tấm hoa văn thì mình làm 3 ly. Cái tấm khung mặt bàn là mình làm hộp 1,5 ly. Đó, như cái tấm này á. Rồi, tiếp tục là cái những cái loại phụ trợ mình sử dụng ha. Nhám, cái này là nhám 240. Và nó cái dẻo, thấy không? Để mình sẽ đưa vào những cái góc cong á. Đó, là mình đánh 240. Cái này cũng là nhám 240 luôn, nhưng mà phẳng. Thì sẽ dùng đánh những cái mặt phẳng. Đó. Rồi. Tiếp theo á là mình sẽ giới thiệu là cái nỉ xám. Đó, mình dùng nỉ xám. Sau khi nhám 240 là mình dùng cái nỉ xám. Đó. Rồi mình dùng lơ. Dùng cái nỉ trắng. Nha. Đó, dĩ trắng, còn cái này là nhám thô 80, đúng không? Đó, thì những cái nhám này thì phụ trợ để làm hàng mài đánh bóng thôi nha.
Để giới thiệu cho anh em á, nào mới làm á thì nhìn thấy là mua theo như vậy là làm theo á. Cục lơ này người ta kêu lơ đánh bóng inox đó. Rồi phụ trợ là những cái trụ bắc kiến, đúng không? Bù lon. Rồi cái lồng đèn để ráp cái mặt kính vào cái mặt bàn ha. Đó, cái kính cường lực 8 ly thì sẽ có những cái trụ kính như vậy. Rồi, đây là cái anh em coi cái thành phẩm nha. Cái này là dài 1m2. Đó, cái cỡ này là dài 1m2, hoa văn phúc lộc thọ. Đó, cái tấm hoa văn nó thì 3 mm. Đó. Cái lúc này là mình chưa có gắn cái trụ kính vào. À, mình mới phải vệ sinh tẩy rửa rồi đánh bóng rồi hoàn thiện hết sau á mình mới bắt đầu bước cuối cùng á là mình gắn cái kính cường lực vào mình dán silicon vào đó thì cái ghế như vậy á là cái mặt bàn như trên hình á là nó 0,5 mét nhân cho chiều dài 1,2 mét đấy thì kích thước này á là y như trong những cái kích thước mình đã giới thiệu những cái video trước ấy. À, bạn nào chưa coi ấy thì vào kênh mình để coi lại những cái video mình kéo kích thước rồi mình hướng dẫn chuẩn bị để làm cái ghế này nha. Đó, anh em xem là làm được hết á. Đấy thì nó có kích thước đầy đủ hết trơn rồi. Đó, rồi cái cách mà mình sẽ hướng dẫn làm, hướng dẫn cho anh em làm, anh em nào thích làm ở nhà một cái xài, đúng không? Cho nó tiết kiệm không gian. Rồi. Đó, đây là một cái ghế hoàn thiện mà chỉ có chưa có dán mặt kính cường lực thôi. Ở khi mà xếp lại đó, nó là một cái ghế như vậy, đúng không? Xếp lại nó là một cái ghế và khi mở ra đó, thì nó thành cái bàn, đúng không? Đấy, mà chút nữa là mình mở ra mở vào cho anh em xem ha. Đấy, thì khi mà hoàn thiện một cái ghế nó như vậy, các bạn thấy không? Cái chân cong á là nó sát vào nhau, nó không có hở, hiểu không? Nhìn nó cũng mượt mà nó đẹp phải không? Rồi tiếp theo á là mình sẽ bật ra bật vào cho anh em xem thử nha. Đó là hai cái ghế mà thành phẩm á, 1m2 một cặp. Đấy, thì khi mà bật ra á, nó còn hai cái thanh đỡ nữa, đỡ cái mặt bàn cho nó song song với cái mặt đất á, phải không? Đó, nó phải có cái cục đỡ. Khi mà dựng cái ghế lên nó bạn thấy hai cái cục mà ở ngoài nhìn vào thấy hai cái cục đỡ ngay cái tay ghế đó, thì cái đó là để cân cái mặt bàn với cái mặt đất, đúng không? Đấy thì coi cái bật ra bật vào nó nhẹ nhàng đó, mình thấy không? Mình phải vệ sinh sạch sẽ hết, đúng không? Tẩy rửa axit rồi đánh bóng hàng ngoài hết xong đó, thì bước cuối cùng của mình đó, là mình sẽ dán kính cường lực vào thôi. Đấy, anh em xem ghế nha. Ok, rồi khi mà mình hoàn thiện xong mình dán kính á, rồi mình để ở ngoài sân vườn á. Đây, anh thấy không? Đó, mình dán bắn cái keo viền, rồi mình ráp cái trụ kính vào. Đó, thì khi mà lật ra phía sau á, là mình không có sợ rớt hay gì thôi. Nhưng mà thoải mái. Đó. Thì cái này là cái hoàn thiện luôn rồi. Đó. Các bạn nhìn vào thấy hai cái cục không? Hai cái cục đỡ đó. Đó. Cái cục đó là để đỡ cái mặt bàn cho nó song song với cái mặt đất nha. Rồi. Đấy. Đây là một cái ghế 0,5 mét dài 1,2 mét. Đó. Thì theo y như cái bản vẽ của mình đó. Rồi. Thằng em nó sẽ bật ra. Đúng không? Đấy. Các bạn thấy không, nó sẽ song song với cái mặt đất nhờ hai cái cục đỡ đó, nó tựa vào cái tay cong ha, không có hai cái cục đó là nó không có song song với mặt đất được. Đấy rồi thì theo bản vẽ của mình sao là mình ra một cái thành phẩm là tương đối giống y như vậy ha. Đó, sai số nó nằm ở trong cho phép thôi. Rồi anh em thấy ghế ổn không? Đó, cái quan trọng còn lại á, là chỉ vấn đề á, là cái nguyên liệu phôi và anh em làm kỹ á, thì công nó nhiều nha. Này anh em qua clip sau á, là mình sẽ giới thiệu cái cách làm từng bước một ha, tới cái bước nào á, mình lắp ráp á, tới cái bước lắp ráp rồi mình chỉ
cái cách lắp ráp theo cho nhanh ha, và hoặc là cái cách mình làm đi ha. Anh em nào làm nhanh hơn thì tùy người nha.